Shop phụ kiện 360 xin kính chào toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Shop lên video giới thiệu cho anh em tất cả các loại còng cho súng truyền thống này, cho súng FX, còng ôm lòng súng, ôm giả thanh, còng đời mới này, và Shop sẽ thanh lý một số còng của truyền thống. Vâng, thì hàng bên Shop là hàng miễn phí ship và được xếp hàng trước khi thanh toán. Em mua hàng cứ yên tâm, gọi điện số điện thoại Shop để góc màn hình và có thể kết bạn Zalo với Shop nhé. Vâng, thì nói về còng FX anh em nhé, còng FX Shop có 3 mẫu còng FX. Mẫu thứ nhất là mẫu còng ôm lòng súng em nhé, mẫu còng ôm lòng súng. Thì cái còng này lắp được cho quy hai lỗ và van der Rim anh em nhé. Còng này ôm vào lòng súng, anh em là mà không lắp giảm thanh ôm cành và lắp giảm thanh ở đầu lòng thì có thể sử dụng cái còng này ôm vào lòng súng anh em nhé, lỗ 16. Vâng, cái còng này là 250.000 một cái anh em nhé, 250.000 một cái. Đường kính dưới là 60, đường kính trên là 16 anh em nhé, 250.000 một cái. Còn cái còng và ôm được cái giảm thanh ấy, anh em hay dùng súng FX này thường hay sử dụng cái giảm thanh ôm cành, thì Shop có hai mẫu còng anh em nhé. Shop có hai mẫu còng, còng thấp và còng cao anh em nhé, còng thấp và còng cao. Thì còng thấp này thì anh em sử dụng quy ba lỗ này, anh em sử dụng quy ba lỗ hoặc là quy hai lỗ cộng với van cricket kết hợp với khớp nét. Còn cái còng cao này em nhé, còn cái còng cao này thì anh em sử dụng quy hai lỗ kết hợp với van der Rim anh em nhé. Đấy, còng cao thì sử dụng quy hai lỗ kết hợp với van der Rim. Hai cái còng này là ôm cành anh em nhé, quy nhầm, ôm và giảm thanh, ôm giảm thanh ôm cành. Thì cái phi này là phi 60. Đấy. Còn phi trên là ôm thanh ôm cành thì phi 27 hoặc 28 anh em đều dùng được hết nhé. 27 và 28 anh em đều sử dụng được hết. Giá là 300.000 một chiếc em nhé. Bên trên là anh em có thể bắt dây, dây 20 đấy. Dây để bắt laser hoặc là anh em ôm dưới để bắt chân trống nhé. Giá là 300.000 một chiếc. Bên ngoài thị trường bán 350, riêng Shop bán 300.000 thôi em nhé. Đấy, giá ưu đãi cho anh em. Vâng, thì nói về cái còng truyền thống em nhé. Cái còng truyền thống thì nhân tiện video Shop thanh lý lại, xả kho thanh lý cái còng đời cũ ở bên hàng bên trên em nhé. Hai hàng bên trên là còng đời cũ và cái hai hàng bên dưới là còng đời mới em nhé. Thì mình nói về cái giá còng đời cũ trước em nhé. Thì còng đời cũ thường sử dụng cho súng truyền thống này, bên dưới là phi 35 là cái ống truyền thống, ống bình hơi. Bên trên là phi 16 thì dành cho bắn chỉ, lỗ 12 thì dành cho bắn bi. Thì mình giá thanh lý xả kho, anh em biết giá thanh lý xả kho. Thì hai cái như thế này là 200.000 đấy em nhé. Hai cái như thế này thì là 200.000. Ngày xưa thì là 250, bây giờ Shop bán thanh lý xả kho còn là 200.000 một cặp như này nhé, 200.000. Đấy, giá một cặp là 200.000. Anh em mua lẻ thì mình bán 150 một cái nhé. Đấy, mình nói trước là anh em mua lẻ là mình bán 150. Còn anh em mua thanh lý theo cặp, mình bán là bán theo cặp. Đấy, hai cái như này giá sẽ là 200.000 anh em nhé, 200.000 một cặp như thế này. Đấy, lỗ 12 hay lỗ 16 là tùy anh em lựa chọn nhé. Để lỗ 12 cho bản bi và lỗ 16 cho bắn chì. Đấy, thì bây giờ mình đã chuyển sang thế hệ còng đời mới, còng đời mới anh em nhé. Đây, còng đời mới thì mình có màu bạc và màu đen anh em nhé, màu bạc và màu đen. Thì còng đời mới này Shop vẫn bán giá ưu đãi cho em là 250.000 một cặp nhé, 250.000 một cặp. Còng này sẽ thấp hơn còng đời cũ em nhé, nó thấp hơn. Đấy, thì cái còng đời mới này có cái ưu điểm gì? Đầu tiên là anh em là chơi búa truyền thống đời mới, nó thường hay có cái thoi đẩy, nó thay cho bộ con đầu kinh triệt ấy. Thì sử dụng lấy cái còng thấp này em nhé, sử dụng còng đời mới còng thấp này. Đấy, bên trên cũng bắt được dây 11 hết anh em nhé. Đấy, còng này thì nó dày hơn còng cũ em nhé, nó dày hơn.
dày hơn gần gấp đôi luôn anh em nhé. Đấy thì dày hơn, nó ôm nó chắc hơn, ôm chắc hơn này, nó thẳng lòng súng hơn đấy, rất chi là ngon anh em nhé. Hai cái là 250, một cái thì là 150 em nhé, một cái 150, hai cái thì là 250. Thì cái này là ôm vào lòng súng ấy. Hiện tại lòng này lỗ này mình có lỗ 12 cho em nhé, hiện tại có lỗ 12, lỗ 16 mình đang gia công anh em nhé. Đấy thì cái cọc này sẽ bên dưới sẽ có hai lỗ ốc, một lỗ ốc chín, một lỗ ốc bắt vào hộp bán. Thì đi gửi đi cho em là đầy đủ ốc hết anh em nhé. Đấy, mình không quên không cập cho ốc đây. Đấy, lỗ phi dưới là 35 này, lỗ trên là lỗ 12 này. Đấy, giá là 250 một cặp anh em nhé, 250 một cặp, mình bán theo cặp nhé. Đấy, anh em mua lẻ sẽ là 150 anh em nhé. Đấy, vâng, thì cái video này giới thiệu tất cả các cọc của FX truyền thống xin được kết thúc tại đây anh em nhé. Shop cũng xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền tổ quốc nhé.